Công lý là sự công bằng và hợp lý với ba ý niệm cơ bản. Sự nhấn mạnh về tầm quan trọng cá nhân, yêu cầu các cá nhân phải đối xử một cách phù hợp, không thiên vị bình đẳng. Dễ hiểu hơn, công lý là một khái niệm có nghĩa là người xấu phải bị trừng trị thích đáng với những điều sai trái mà họ đã gây ra. Để công lý có thể được thực hiện đúng với mong muốn của nhân loại, con người đã tạo ra một hệ thống pháp luật để thực thi những điều được gọi là công lý đó. Hệ thống pháp luật được sinh ra là để bảo vệ công lý, bảo vệ sự tồn tại, công nhận công lý như một quy chuẩn mà ai cũng phải tuân theo. Cái mà công lý muốn nói đến là việc cái tốt sẽ trừng trị cái ác vì những việc làm của nó. Vậy cái ác là gì? Cái tốt ở đây có thực sự là tốt không? Đây là một vấn đề mâu thuẫn rất hay mà Oda đã đưa vào bộ truyện của mình một cách rất khéo léo trong một thế giới đặc biệt, thế giới của hải tặc. Những tên cướp biển vốn luôn được xem là cái ác, còn hải quân hay chính phủ thế giới chính là cái tốt, được sinh ra để trừng trị chúng. Nhưng liệu hải tặc có thực sự là cái ác, còn hải quân là chính nghĩa? Nó có luôn đúng như vậy không, hay sẽ có những ngoại lệ? Và thực sự thì đâu mới là công lý? Hãy cùng Anime Rewind trả lời câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn biết gì chưa? Video này được tài trợ bởi Samashop, nhãn hiệu bán đồ linh ta linh tinh trên Shopee và những trang mạng điện tử khác. Hiện tại Samashop đang bán những cái sản phẩm về poster. Hiện tại trên tay mình đây là sản phẩm poster One Piece với chất liệu rất đẹp và rất to nữa. Các bạn có thể dán bất cứ nơi nào. Khi mua sản phẩm poster trên Samashop, các bạn sẽ được tặng kèm keo dán và dán trên bất cứ nơi nào các bạn muốn. TV, tủ lạnh hay là máy giặt hoặc là máy tính, cũng có thể là gối ôm. Các bạn có thể dán lên bất cứ đâu các bạn muốn. Nhưng quan trọng là dán được hay không thì tùy duyên nhé. Các bạn có thể dùng để lót chuột cũng được, rất là hay. Giòn. Trong thế giới của One Piece, công lý không phải là một diễn viên hài. Nó có thể được gói gọn lại là việc một tên tội phạm phải chịu hình phạt xứng đáng với những tội ác của mình. Tùy vào mức độ phạm tội, sẽ có những mức án tương xứng được thi hành, trong đó cao nhất là tử hình. Về cơ bản thì đi theo quan niệm nợ máu trả bằng máu, tức khi một người phạm tội, họ sẽ phải nhận lại hình phạt thích đáng với những gì mình đã gây ra. Hải quân, chính phủ và các đặc vụ Cyberpol được xem như những người thực thi công lý, chống lại cái ác và bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, không phải thành viên nào của những tổ chức này cũng thực thi nó một cách đúng đắn. Và đôi khi họ dùng hai chữ công lý để ngụy biện cho những hành động vô nhân đạo mà mình đang làm. Công lý lúc này lại trở thành cái cớ để tội ác được thực thi với danh nghĩa duy trì hòa bình thế giới. Ví dụ điển hình nhất cho việc này chính là việc Ngũ Lão Tinh không ngại che đậy những tội ác của mình tại Ohara. Họ xem như hành động hủy diệt đó là một điều cần làm để bảo vệ hòa bình và công lý. Công lý nói chung tồn tại trong hải quân, tuy nhiên nó không bị áp đặt bởi bất kỳ quy định bắt buộc nào dành cho các thành viên thuộc tổ chức này. Mặc dù mỗi một người lính hải quân đều có thể tự theo đuổi những triết lý công lý riêng của mình, tuy nhiên nó vẫn dựa trên cơ sở nền tảng của công lý là chống lại cái ác, cụ thể ở đây là hải tặc, hay những thứ có ảnh hưởng gây hại đến cho thế giới. Trong thế giới mà 1m2 10 người làm hải tặc, thì bất kỳ người nào mang biểu tượng đầu lâu xương chéo trên tàu của mình đều bị hải quân và chính phủ coi là mối đe dọa lớn nhất với công lý và chúng không còn được pháp luật bảo vệ. Triết lý công lý là một học thuyết, một phương châm nghiêm ngặt mà các hải quân đều phải tuân theo. Nó ủng hộ việc tiêu diệt tội ác bằng mọi giá, ngay cả khi nó có liên quan đến tính mạng của những người vô tội hoặc những hành động vô đạo đức. Cũng vì lý do đó mà hai từ công lý luôn được đem ra để biện hộ cho những sai lầm hay tội ác của hải quân nói riêng và chính phủ nói chung. Đến mức phó đô đốc Onigumo đã từng mô tả về triết lý công lý rằng nó sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đánh bại được thứ định nghĩa là ác quỷ, cho dù bản chất nó là một quân cờ để chính phủ thế giới thống trị và dễ dàng kiểm soát mọi thứ một cách độc tài. Bên cạnh nền tảng về phương châm công lý gốc, những người lính hải quân cấp bậc cao như phó đô đốc hay thủy sư đô đốc đều theo đuổi một phương châm công lý riêng dựa trên nền tảng gốc. Về cơ bản, phương châm công lý này sẽ gắn liền với tính cách và phản chiếu hành động của họ ở thực tiễn. Một số trong đó có thể kể đến như cựu đô đốc Aokiji với công lý lười biếng. Ông tin rằng công lý hiếm khi đáng để theo đuổi và chỉ nên được thực thi với ít nỗ lực nhất có thể. Nó phản ánh thái độ thờ ơ, không muốn hành động của ông và phần lớn nó bị ảnh hưởng từ sau sự kiện ở đảo Ohara. Hay với Sakazuki, tân thủy sư đô đốc, ông theo đuổi thứ được gọi là công lý tuyệt đối. Gần như triết lý này giống với phương châm của công lý gốc, nhưng có phần cực đoan hơn nhiều lần. Điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Sakazuki khi ông tin rằng cái ác phải được diệt trừ tận gốc. Điều này thể hiện ngay trong trận chiến ở đảo Ohara. Sakazuki đã quyết định phá hủy con tàu sơ tán người dân chỉ vì lý do có thể sẽ có mục tiêu cần tiêu diệt của họ lẻn vào con tàu và tàu thoát. Cho đến thời điểm hiện tại của bộ truyện, chúng ta đã được giới thiệu tổng cộng 8 phương châm công lý khác nhau từ các thành viên cấp cao của hải quân, bao gồm công lý lười biếng của Aokiji, công lý không rõ ràng của Kizaru, công lý tuyệt đối của Akainu, thanh tẩy công lý của Suru, công lý ngự trị của Sengoku, công lý nhân đạo của Fujitora, công lý quyết định của Ryokugyu và cuối cùng là công lý tinh chỉnh của Prodi. Nhìn chung, mỗi phương châm công lý đều có cách hành động và xử lý khác nhau,
Tuy nhiên, chúng vẫn luôn được sinh ra để bám sát việc bảo vệ lẽ phải, tiêu diệt cái xấu theo cách riêng của những người tạo ra và theo đuổi nó. Công lý thì không bao giờ có thể tồn tại một mình, chắc chắn là phải có Xuân Bắc đi kèm. Nó luôn đi cùng với một hệ thống pháp luật được sinh ra để bảo vệ và đảm bảo công lý sẽ được thực thi đúng cách. Từ đó, những cơ quan thực thi pháp luật được hình thành dưới sự kiểm soát của chính phủ thế giới, giúp công lý được ban phát tới mọi nơi và thực hiện theo đúng những gì nó được định hướng. Một trong những cơ quan đó chính là Hải quân, lực lượng chính và lớn nhất trên toàn thế giới, trải dài khắp 4 biển và 2 nửa của Grand Line. Họ chính là những kẻ thực thi pháp luật chính của One Piece, lấy triết lý công lý làm trung tâm để thúc đẩy hành động chống lại hải tặc của mình và bảo vệ người dân vô tội. Lực lượng thứ hai là người máy sinh học Pacifista, được tạo hình dựa trên vương hạ thất vũ hải Bartholomew Kuma. Chúng được sinh ra với mục đích hỗ trợ hải quân săn lùng những tên cướp biển hùng mạnh bị truy nã, mang một sức mạnh đáng sợ và là thách thức lớn của các tên hải tặc bao gồm cả các siêu tân tinh. Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, các Pacifista đã được nâng cấp trở thành Seraphim, những bản sao của các vương hạ thất vũ hải trước đây, và mang trong mình đặc tính của tộc Lunarian, khiến chúng sở hữu sức mạnh đủ để thay thế hoàn toàn cơ chế thất vũ hải. Tiếp theo là lực lượng cảnh sát cảnh vệ. Đây là lực lượng phòng thủ ở tuyến địa phương tại hầu hết các quốc gia. Nếu như hải quân chịu trách nhiệm truy bắt những tên hải tặc khét tiếng, thì lực lượng cảnh vệ này lại chịu trách nhiệm bảo vệ trị an ở các khu vực địa phương, bắt giữ những tên tội phạm phổ thông, những công dân bất hợp pháp. Nhìn chung, lực lượng này giống với lực lượng cảnh sát ở thế giới của chúng ta, và hầu hết các quốc gia không liên kết với chính phủ thế giới trong One Piece đều sở hữu một lực lượng cảnh vệ riêng cho mình, phục vụ lợi ích của quốc gia đó. Ví dụ như những cư dân ở đảo Wano Quốc sử dụng cả Samurai và Ninja để bảo vệ Shogun của mình. Hay ở đảo Người Cá, chúng ta có một lực lượng cảnh vệ hoàng gia dưới quyền của vua Ryugu. Kể đến chính là 10 đơn vị tình báo đặc biệt của chính phủ, có thể thực thi pháp luật mà không chịu ảnh hưởng của các bên liên quan. Đó là các Cypherpol, hay còn thường được gọi là CP. Trong đó có 2 đơn vị không được công khai với toàn thế giới chịu trách nhiệm ám sát, đó là CP9 và CP0, những kẻ làm việc trực tiếp dưới quyền quý tộc thế giới. Họ có thể tấn công bất kỳ ai, dù đó có là dân thường vô tội. Chỉ cần họ cho rằng đó là mối nguy hiểm cho chính phủ thế giới, thì họ có quyền được trừ khử những thành phần này. Và gần đây, bộ truyện mới giới thiệu cho chúng ta thêm một tổ chức là các hiệp sĩ thánh, những người thực thi pháp luật của Marijoa, có quyền can thiệp và xử lý các vụ tranh chấp của quý tộc thế giới. Có thể những hiệp sĩ thánh này đảm nhận cả những vấn đề lớn về các vương quốc trực thuộc của chính phủ thế giới. Tuy nhiên, vì giới hạn thông tin, nên chúng ta vẫn chưa được biết nhiều về họ. Ngoài những nhóm hay tổ chức đã được kể trên, chúng ta còn 2 nhóm khác vô cùng đặc biệt, dù cho họ không thực sự có quyền thực thi công lý, đó là các thợ săn tiền thưởng và vương hạ thất vũ hải. Các thợ săn tiền thưởng về cơ bản là những người chuyên săn lùng tội phạm bị truy nã để đổi lấy tiền truy nã của chúng. Tuy nhiên, họ hoạt động độc lập so với chính phủ và cũng thường là những người đứng ngoài vòng pháp luật. Còn với các vương hạ thất vũ hải, mặc dù trên lý thuyết họ được coi như một tổ chức thực thi pháp luật của chính phủ, được sử dụng để ngăn chặn những tên cướp biển được chính phủ coi là mối đe dọa, nhưng bản chất họ vẫn là hải tặc, được ân xá để đổi lấy lòng trung thành. Tuy nhiên, những tên hải tặc chỉ coi danh hiệu thất vũ hải như một lớp ngụy trang hợp pháp để thực thi tội ác của mình, vì những hành động của các thất vũ hải gây ảnh hưởng đến các vương quốc có liên kết với chính phủ thế giới, như sự thống trị của Crocodile tại Alabasta hay sự độc tài của Doflamingo tại Dressrosa. Từ đó, sự ra đời của Seraphim đã khiến chính phủ giải tán hoàn toàn đơn vị này. Đương nhiên, để một hệ thống pháp luật được thực thi, chúng ta phải có những khung hình phạt để răn đe, và các mức án này có sự đa dạng khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực và pháp luật của nơi đó để trừng trị tội ác phù hợp. Ví dụ, với sự cai trị của Enel, Skypia đã sử dụng một bộ luật gọi là God God, đưa ra những hình phạt nặng nề đối với bất kỳ ai dám vi phạm chúng, bất kể họ có biết đến sự tồn tại của chúng hay không. Hay ở đảo Người Cá, dưới sự cai trị của vua Neptune, những bản án nhẹ như lao động công ích đơn giản có thể được áp dụng với mức tội nhẹ. Hay ở Amazon Lily, tội phạm được đem ra để chiến đấu phục vụ cho nhu cầu giải trí cũng rất phổ biến. Trong thế giới của One Piece, có 2 hình thức trừng phạt phổ biến nhất được chính phủ áp dụng, đó là hành quyết và lao tù. Trong đó, hành quyết sẽ được áp dụng với các tù nhân được hải quân và chính phủ coi là mối đe dọa lớn, và chúng thường được diễn ra một cách công khai như một hình thức răn đe và là một thông điệp sắc bén tới lũ tội phạm. Có 2 phương pháp xử tử phổ biến nhất. Thứ nhất là xử bắn, các tù nhân sẽ bị khống chế trước khi bị giết bằng súng trường. Thứ hai là đao phủ, được thực hiện bằng cách khống chế nạn nhân quỳ trên bục. 2 đao phủ sẽ tới và kết thúc mạng sống của nạn nhân với 2 thanh đao to dài cắm thẳng vào người. Hình thức này đã được thể hiện trong vụ hành quyết của vua hải tặc Roger, Ace và cả Nolan. Cuối cùng là tù đầy. Đây là hình thức tước đoạt đi sự tự do của một cá nhân, thậm chí là xóa bỏ sự tồn tại của chúng đối với toàn thế giới. Trong One Piece, Impel Down được coi là nhà tù kiên cố và vững chãi bậc nhất.
Đây là nơi giam giữ những tên hải tặc khét tiếng, nguy hiểm và tồi tệ nhất. Một khi bị tống cổ vào đây thì dường như không có đường trở về. Những tội phạm bị giam ở tầng thấp nhất được coi là những kẻ vô cùng nguy hiểm và chính phủ muốn xóa sổ chúng khỏi lịch sử thế giới. Công lý có lẽ là một trong những khái niệm mơ hồ nhất của thế giới One Piece khi bản chất nó được sinh ra để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ các quy chuẩn đạo đức mà con người đặt ra, trừng trị cái ác và giữ cho thế giới được ổn định và hòa bình. Thế nhưng đôi khi những người thực thi công lý lại không hoàn toàn làm đúng với những điều đó. Chúng ta vẫn thường coi cướp biển là cái ác, hải quân là chính nghĩa. Vậy việc chính nghĩa tàn sát toàn bộ một hòn đảo với tất cả người dân, nhà khảo cổ sinh sống trên đó chỉ để che đậy sự thật về những gì tồi tệ mà họ đã làm, có phải là công lý không? Việc tàn sát người dân vô tội để đạt được mục đích là tiêu diệt cái ác, liệu có phải là công lý? Hay việc một hải tặc như Luffy sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để cứu lấy Alabasta, Dressrosa, Wano Quốc thì đó có được tính là cái ác? Doflamingo đã từng nói, cướp biển là ác, hải quân là chính nghĩa. Những thuật ngữ này luôn thay đổi trong suốt quá trình lịch sử. Những đứa trẻ chưa từng thấy hòa bình và những đứa trẻ chưa từng thấy chiến tranh có những giá trị khác nhau. Những người đứng đầu xác định điều gì sai và điều gì đúng, chính nơi này là mặt đất trung lập, công lý sẽ thắng thế. Người nói gì? Nhưng tất nhiên, nó sẽ thắng. Bất cứ ai chiến thắng cuộc chiến này sẽ trở thành công lý. Điều này có lẽ không hoàn toàn là sai, vì cơ bản nếu xét theo tình hình hiện tại ở thế giới One Piece, chính phủ thế giới chính là những người chiến thắng trong sự kiện ở thế kỷ trống và họ trở thành người nắm quyền cai trị toàn bộ thế giới. Công lý cũng là do họ đặt ra và thực thi. Ai ác, ai tốt cũng đều do họ quyết định. Nhưng Thiên Long Nhân có thể coi sinh mạng con người như cỏ rác, sử dụng con người làm nô lệ. Đó chắc chắn là thứ cần phải loại bỏ và không phải là công lý. Thứ công lý mà chính phủ thế giới đã vẽ ra chỉ là một niềm tin để mị dân, khiến họ tin tưởng rằng mình đang và sẽ được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật của chính phủ, bởi những gì đã được hứa hẹn. Đó là một hình thức công lý giả tạo. Thực chất nó không coi con người đều bình đẳng và lẽ phải cần phải được bảo vệ. Lẽ phải ở đây chính là chính phủ thế giới, và thứ được bảo vệ là bộ mặt đạo đức giả dối của họ đối với người dân. Vì lẽ đó mà anh hùng giải phóng nô lệ Fisher Tiger bị coi như một tên tội phạm nguy hiểm vì đã giải thoát cho những thú vui tiêu khiển của đám quý tộc thế giới và có thể để lộ bộ mặt thật của chính phủ của thế giới bên ngoài. Đặt trong một bối cảnh thế giới vô cùng loạn lạc là thời kỳ hải tặc bùng nổ, thì thứ công lý giả tạo đó lại càng dễ được thực hiện khi nhân danh là công lý trừng trị cái ác là hải tặc. Nhưng ở đâu đó, hải tặc cũng không phải là những kẻ tồi tệ nhất. Chúng ta vẫn còn đó Luffy và các thuyền viên của cậu. Dâu Trắng hay Roger đều là hải tặc, nhưng những gì họ làm cho những nơi họ đi qua đều vô cùng quý giá và nhận được sự kính trọng của người dân hơn là thứ công lý giả tạo mà chính phủ xây dựng suốt vài thế kỷ. Vậy đâu cứ phải treo biểu tượng đầu lâu xương chéo, rong buồm ra khơi là sẽ thành người xấu. Đâu phải cứ là một người thực thi công lý thì sẽ là người tốt đâu. Ranh giới giữa hai thứ chính nghĩa và tà ác có lẽ chưa bao giờ mong manh đến vậy. Đó chính là yếu tố đắt giá nhất mà Oda đã lột tả rõ trong một bộ truyện, và chính nó cũng là thứ đưa One Piece đến với thành công như ngày hôm nay. Chính nghĩa và tà ác đôi khi không quyết định bởi những cái tên, những định kiến mà chúng ta đặt cho chúng. Để đánh giá đâu là chính nghĩa, đâu là tà ác, ta cần phải xem xét nó qua nhiều góc độ và đối chiếu với những quy chuẩn đạo đức của con người để có thể đưa ra được nhận định chính xác nhất. Ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh, không chỉ trong bộ truyện mà ngay cả ở chính xã hội của chúng ta đang sống. Có lúc những điều mà ta tưởng là tốt thì nó lại không phải vậy. Có những thứ ta tưởng là ác, là xấu xa, thực chất đó lại là điều có thể tốt đẹp. Đó là những giá trị mà Oda đã truyền tải thông qua đứa con tinh thần của mình. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến xuống phần comment phía dưới để cùng chia sẻ cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!